chào mọi người, mình tên là Thanh Huy, là ba của bé Minh Khang. Bé Minh Khang còn có một biệt danh mọi người yêu thương đặt cho bé, đó là bé biết tuốt. Dạ, con tên là Minh Khang, năm nay con 7 tuổi. Sở thích của con là chơi đá banh, đọc và đọc sách và tìm hiểu kiến thức. Có lẽ một phần vì lý do là bé Khang có một lượng kiến thức rất là rộng nè. Khang còn có một sở thích, đó là thích tìm hiểu, khám phá những lĩnh vực mới, những thông tin mới. Dạ, lớn lên á thì con muốn làm nghề luật sư, bởi vì theo con biết nghề luật sư á là giúp đỡ những người mà không có điều kiện như là những người nghèo. Đây cũng là một cái lý do mà ba của Khang phải cùng một lúc làm rất là nhiều vai trò. Ngoài việc là bố của Khang nè, phải là bạn của Khang, là gia sư, mà thậm chí là làm luôn cả cố vấn cho Khang nữa. Ba thường hay tặng con đồ chơi. Ba con là số 1. Xin chào. Yeah. Chàng mong ước con hoài được hồn nhiên tiếng cười. Chàng không cần thiên tài, chàng chỉ cần con vui. Chàng vẫn sẽ tự hào là con trai cha đó, biết yêu thương mọi người, sống tốt cho cuộc đời. Con là hình dung cha ngày thơ bé, là điều quý giá cha muốn chờ che. Con là tình yêu của cha và mẹ, con là niềm vui khi cha về nhà. Con là hình dung cha ngày thơ bé, là điều quý giá cha muốn chờ che. Con là tình yêu của cha và mẹ, con là niềm vui khi cha về nhà. Khang ơi, con có nhìn thấy kìa, con chiếc máy bay kìa, bây giờ mình chơi trò chơi là máy bay nha. Ok, cùng lượng nè. Con là hình dung cha ngày thơ bé, là điều quý giá cha muốn chờ che. Con là tình yêu của cha và mẹ, con là niềm vui khi cha về nhà. Con là hình dung cha ngày thơ bé, là điều quý giá cha muốn chờ che. Con là tình yêu của cha và mẹ, con là niềm vui khi cha về nhà. Bây giờ ba có một câu đố nha, ba vẽ ở đây, đang xem đây là hình gì nè? Đây là hình mái nhà. Hình mái nhà, đúng rồi, yeah. Bây giờ mình cùng xây mái nhà nha. Xin cảm ơn phần trình diện của anh Thanh Huy và bé Minh Khang. Xin mời hai cha con ạ. Chào con. Dạ, chào cô Harry. Dạ, con chào với chị Thân Bình. Anh tập hát bài này mất khoảng chừng mấy đêm ạ? Gọi là mấy đêm thì chúng cô không nhớ nữa. Dạ. Tại vì thực ra là mình cũng khá là bận, và Khang thì cũng đi học suốt. Thật sự ra là Minh Khang thì mọi người biết đến cũng nhiều, nhưng mà chưa bao giờ Khang có một cái tiết mục mà gọi như là hát như thế này. À. Vì cái vấn đề hát là một cái thử thách rất là lớn. Ba còn một cái thử thách nữa là phải bắt vũ đạo chung nữa. Dạ, dạ. Để cho cái bài hát nó sinh động hơn. Thế là Khang cũng rất là cố gắng, và đánh đổi bằng nước mắt nữa đó cô. Ồ. Vì những lúc mà Khang quên bài thì Khang khóc. Ồ. Khang khóc rồi Khang. Mà Khang khóc ở đây không phải là Khang không làm được, mà Khang khóc là Khang sẽ phải cố gắng vượt lên chính mình. Và hôm nay á, là một cái thành công rất là lớn, là Khang đã vượt ra được chính mình rồi. Chúc mừng Khang. Hay. Cô vỗ tay cho con nè. Cái bài hát này á, phải đầu tiên là phải cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung.
thì một cái cơ duyên là được nhạc sĩ Yên Lam, là người bạn rất là thân thiết ở bên ngoài á, giới thiệu bài này. Và khi mà lần đầu tiên Ba nghe cái bài này thì cảm giác giống như là cái lời là viết cho câu chuyện của hai ba con vậy đó. Nên là khi mà được giới thiệu và cái bài này á, là Ba rất là thích. Và khi về trao đổi với Khang thì Khang cũng rất là thích. Hoàn toàn là một bài mới, chưa tập bao giờ, và hoàn toàn đặc biệt tập cho chương trình Bố Là Số 1. Sao quá thì con nhớ con tập và gần một tuần luôn. Vậy mọi người là người đầu tiên hát thì đúng hơn á. Chị bọn ngươi thấy em hát làm sao? Dạ, lúc mà em có qua nhà con tập nhưng mà lúc đó thì em hát chưa có hay, nhưng mà bây giờ em đã tiến bộ rồi. Rồi, vậy bây giờ hai cha con mình ve nhau cái mình lấy tinh thần nha. Hay quá. Bé Minh Khang nãy giờ giơ tay quá trời rồi chị ơi. Theo khả năng của con biết chơi cái xylophone đó, tiếng Việt là gì? Xylophone tiếng Việt là gì ta? Cái đồ mà gõ gõ cho em bé chơi hả? Trời đất, gõ cho em bé chơi. Nó có cái miếng thiết á, bỏ lên cái khung đó, đó. Mình gõ. À đúng rồi, cái đó đó. Rồi còn một cái loại khác nữa, nó sẽ có thể nhiều cái nốt hơn nữa từ đất hay sao. Con thích với cái triangle tiếng Việt, con cũng không biết tên. Đàn piano là biết rồi. Trong trường cũ của con tự chế sông Lan luôn. Thế mình đổi vị trí đi, mình vô thế gì? Vô thế chỗ cháu. Cháu thế chỗ em. Đó. Không đáp được. Sẵn sàng luôn rồi. Nãy giờ là mới có giao luôn. Giao luôn rồi, chưa vô câu hỏi đó. Trong vòng 30 giây, bố có thể kể tên bao nhiêu đặc sản ở miền Bắc? Riêng câu hỏi này chú Bình xin phép phỏng vấn ba ông bố. Anh Điền Trung ơi, mình chắc là hát cải lương, chắc mình quê miền Nam anh nha. Đúng rồi. Vậy thì câu hỏi này nó cũng hơi khó khăn cho mình để xíu anh ha. Em xin phép hỏi anh Thanh Huy, quê mình gốc ở đâu anh nhỉ? Quê của mình gốc thì là ở miền Trung. Ở miền Trung. Vậy là gốc miền Trung cũng gần gần hơn tí xíu. Gần, nhưng mà gọi như mà đặc sản miền Bắc thì cũng thách thức. Cũng thách thức đúng không? Là thách thức đó. Nếu mà số lượng mà nhiều 30 giây thì cũng là một đánh thách thức đáng kể. Anh Lam, mình gốc đâu anh ơi? Anh là người Sài Gòn. Anh có hay đi miền Bắc không nè? Anh thật sự là hai cha con anh cũng có đi miền Bắc mấy lần. Dạ. Và cũng được ăn vài ba cái món gọi là đặc sản của miền Bắc. Dạ. Anh nghĩ là cũng không nhiều, chắc cũng phải dưới trung bình thôi. Dưới trung bình thôi. Rồi, các con nhớ nha, thông tin của các bố đây là dưới trung bình hết á. Và lần này người đầu tiên trả lời sẽ là Thảo Trâm nè. Dạ, 4 đáp án. 4 đáp án. Ngắn gọn xúc tích lắm. Bào ngư nè. Đặc sản thì con không có ăn nhiều, con xin dừng lại. Xin dừng lại. Minh Khang. Thôi giờ con ra 5. 5 đáp án. 5 đáp án. Trâm ơi, con nghĩ sao? Dạ con xin dừng. Xin dừng. Xin dừng. Trong vòng 30 giây anh Thanh Huy phải trả lời được 5 đáp án những món đặc sản ở miền Bắc. Anh nha, anh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 30 giây bắt đầu. Phở Hà Nội, phở cuốn, bún thang, nem, cà pháo mắm tôm, bún đậu, cốm làng vòng, bánh đậu xanh hải dương. Anh đã nói quá dư rồi, xin chúc mừng. Giờ nào? Đây, có 10 giây điểm thưởng cho con nè, chúc mừng con nha. Các con yêu dấu, cho con hãy nhìn đây. Wow, trời ơi, cái này là cái gì, cái máy bay đây hả? Là máy bay điều khiển từ xa. Trời ơi, drone, oh my god. Với câu hỏi cuối cùng này, nếu như mà gia đình nào chiến thắng sẽ có được, ngoài số điểm thưởng ra thì có được chiếc máy bay điều khiển từ xa. Một phần thưởng đặc biệt cho câu hỏi này nữa được không nào? Dạ được. Và câu hỏi như sau. Trong vòng 30 giây, bố con có thể kể tên bao nhiêu khoáng sản? Cái này rất khó. Đúng rồi. Người đầu tiên trả lời sẽ là Bào Ngư. Dạ, con sẽ chọn số điểm thấp nhất là số 0. Con dừng lại. Hả? Con dừng lại luôn. Wow. Cái này rất khó. Đây là lúc
con thể hiện nè, khả năng giành quyền trả lời cho ba mình nè. Dạ thưa cô chú, con chọn là 2. 2 đáp án. Rồi, Thảo Trâm. Dạ con xin dần. Xin dần. Mừng quá, bé Minh Khang đã giành được quyền trả lời cho anh Thanh Huy. Trong vòng 30 giây anh chỉ cần liệt kê ra được 2 đáp án các loại khoáng sản thôi là mình thắng rồi, mình lấy điểm về cho cháu rồi. Anh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 30 giây bắt đầu. Than, muối, dầu hỏa, dầu lửa, vàng, bạc, kim cương. Xin chúc mừng. 10 giây điểm thưởng. Dạ con cảm ơn cô. Xin chúc mừng các ông bố, chúng ta đã lấy được rất nhiều điểm thưởng và chơi các con của mình. Xin chúc mừng. Và con trai yêu dấu, đúng, đúng, con giơ tay đúng. Tại vì sao? Tại vì cái tay này sẽ cầm món quà này. Và xin chúc mừng con, hay quá, yeah. Kính thưa quý vị, bây giờ thì Adi sẽ xin công bố kết quả như sau. Minh Khang tổng cộng có 20 giây điểm thưởng, còn Bảo Ngư tổng cộng có 30 giây điểm thưởng, Thảo Trâm tổng cộng 120 giây điểm thưởng. Kết thúc vòng thi thứ hai ở đây. Chưa bao giờ vòng 2 chúng tôi quay hình lâu như vậy. Xin chúc mừng, xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy tiến đến vòng 3 chương trình được mang tên Bốn Khỏe Nhất. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Bố Là Số 1. Ở vòng chơi này, cái luật chơi như sau. Các con phải lấy cái này, đó, đồ móc áo. Đấy, rồi, treo lên chỗ này. Lấy đi, nhanh nhanh rồi, đi bố ơi. Rồi, đến đây. Con bố sẽ lấy chiếc áo này và mang ở cái chỗ bàn ủi chúng tôi ở đây. Và ủi áo. Mình ủi xong, mình qua đây, mình máng chiếc áo vào. Xong mình tiếp tục mình. Đây, trả lại cho con đi. Mỗi đội chúng ta có 5 chiếc áo như vậy. Và cứ đội nào mà mình hoàn tất được 5 chiếc áo sớm nhất thì chúng ta sẽ được 150 giây điểm thưởng. Còn ai về nhì thì sẽ lấy được 100 giây điểm thưởng. Và đội chậm nhất sẽ được 50 giây điểm thưởng. Bây giờ quán tô xì, người thua sẽ chơi trước nha. Tô xì. Rồi, thắng Bầu Ngư thắng. Tô xì. Rồi. Vậy là gia đình mình đi trước nha con trai nha. Vậy là hai bố con mình sẵn sàng rồi chưa? Thời gian bắt đầu, xin mời. Nhanh đi nào. Rồi con leo lên, con máng lên cái móc nha. Rớt xuống là không được nha con ơi. Móc từ lên. Bóc lên, móc lên. Hay quá. Quá nhanh. Hay quá. Cố lên. Mình làm cũng phải là bớt nhanh nhanh nha. Phải thẳng nhanh nha. Không thẳng là mình không được tính đâu á. Hay quá. Ôi. Hay quá, ba quá hay. Tốc độ rất hay. Đúng rồi, mình kéo chậm thì nó lại mà dễ thẳng hơn đó anh. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, mặt sau nè. Rồi, cảm ơn ba. Ê, xuống. Rồi, hay quá. Xuống tiếp. Đúng rồi. Rồi, lực của mặt sau nè. Rồi, tiếp tục. Cái này dễ nè. Cái này dễ nè. Rồi. Hay quá, quá. Rồi. Cái cuối cùng rồi anh ơi. Lật qua mặt sau. Một đường nữa thôi. Đó, kéo một cái nữa. Rồi, quá. Kết thúc. Bây giờ cái số thời gian của mình thì chương trình xin phép mình giữ bí mật. Okay. Đợi hai gia đình kia thi xong cái mình công bố luôn được không ạ?
đã kết thúc vòng 3 và Harry sẽ xin công bố điểm như sau. Bố Yên Lâm và bé Bảo Ngư tổng cộng 7 phút 30 giây. Hay quá anh ơi, 7 phút 30 giây, hay quá, nhanh nhất rồi, nhiều khi nhanh nhất luôn rồi đó, thật sự hay quá. Và tiếp theo sẽ là bố Thanh Huy và bé Minh Khang tổng cộng 7 phút 25 giây. Xin chúc mừng. Vậy là anh hạng nhì đó anh. Đây anh đang hạng nhì đó anh. Bố Điền Trung và bé Thảo Trâm tổng cộng 6 phút 11 giây. Vậy là anh hạng 3 đó, anh hạng 3 rồi. Dạ dạ. Đầu tiên sẽ là bố Yên Lam và bé Bào Ngư tổng cộng 50 giây điểm thưởng. Và bố Thanh Huy và bé Minh Khang tổng cộng 100 giây điểm thưởng. Xin chúc mừng. Bố Điền Trung và bé Thảo Trâm tổng cộng 150 giây điểm thưởng. Xin chúc mừng. Thế thì còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng tiến đến vòng 4 chương trình được mang tên Bố Tuyệt Vời Nhất. Quý vị quay lại với chương trình Bố Là Số 1. Và bây giờ Harry sẽ xin công bố kết quả sau 3 vòng thi như sau. Xin chúc mừng gia đình anh Yên Lam và bé Bầu Ngư đã có được 165 giây điểm thưởng. Wow. Bố Thanh Huy và bé Minh Khang tổng cộng 200 giây điểm thưởng. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng. Còn gia đình cuối cùng đó là bố Điền Trung và bé Thảo Trâm tổng cộng 355 giây. Trước khi đến với vòng chơi thứ tư chúng tôi, chương trình sẽ cho ba gia đình chúng ta hai sự lựa chọn. Một là chúng ta sẽ quy đổi số điểm thưởng chúng ta ra phần quà có giá trị tương đương, hoặc chúng ta sẽ đem hết số điểm thưởng này để đến với nhà máy gấp quà phía bên đây. Bây giờ anh Yên Lam và bé Bảo Ngư. Dạ, chơi tiếp. Chơi gấp quà tiếp. Xin chúc mừng. Minh Khang, con nghĩ sao? Dạ, con chơi tiếp. Chơi tiếp. Hay quá. Thảo Trâm ơi. Dạ, con chơi tiếp. Chơi tiếp. Vậy là ba gia đình chúng ta đều sẽ tiến tới vòng chơi thứ tư. Bố tuyệt vời nhất nhà máy gấp quà. Và sau đây đến phần chơi của gia đình anh Thanh Huy và bé Minh Khang. Xin mời hai bố con nào. Con đã sẵn sàng chưa nào? Được rồi. Thôi mình vô luôn nha. Một này. 100 giây. 200 giây. Khởi động chạy về luôn. Hay quá. Hay quá. Hay quá anh ơi. Rồi về cho ba vô. Ba vô bỏ vô. Hay quá. Xuống luôn, xuống luôn. Rồi tới. Hộp. Cái đó là cho em nè bà ơi. Hộp. Cẩn thận. Đúng rồi. Ok, hai bóng qua. Quá. Tiếp. Gom. Rồi, hay quá, tiếp theo. Hay quá. Tiếp tục nào. Hai muốn ngồi bên kia kìa. Hai muốn ngồi bên nào, con thích bên nào. Hốt cơ ba. Mình sẽ cho từng thứ vô đây anh, để rớt. Rồi, còn 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Hay quá, có tha nốt rồi nè. Ôi con ơi, quá trời quà luôn đó. Hồi nãy bé nói rõ ràng là bé cảm thấy rất là hạnh phúc khi đúng tham rồi. Gia chung với ba mình. Chứ đúng không rồi. Cần quà gì. Quà gì đó. Quà thì gấp cho vui thôi, để lại cho chú nha. Được. Dạ. Ờ, vậy thôi. Con phải kéo dây này. 1, 2, 3. Bức
về Barbie. Trời ơi, phải chi mà lấy ra Iron Man hút là chắc vui ha. Lấy ra hai búp bê Barbie luôn. Nhưng mà không sao, tại vì sao hôm nay anh hai đi chơi và có quà về cho em nữa đúng không? Wow, có em gái hả? Khang có em gái. Trời ơi, quá tốt rồi. Quá tốt. Mình phải ôm ba cái, mình cảm ơn ba là ba gấp nhiều quà cho mình quá thôi. Cho anh nhảy từ đá sơ sơ. Trời ơi, trời ơi. Đặc biệt bé là lúc nào cũng thích là mở lối đi riêng, không có đi theo những cái lối đi mà đã đúng tủ. Rồi không có đi đường mà bình đúng thường rồi. Người ta đi sau này nhiều khi bé bắt đầu là sẽ là trở thành những cái nhân tố đặc biệt của đất nước đúng không? Kính thưa quý vị, như vậy là chương trình của chúng tôi sau 4 vòng thi chúng em dẹp điểm rồi, món quà đã đi đâu hết rồi. Nói chung là có hơi lộ nhẹ tí xíu. Đúng rồi, có lộ nhẹ nhưng xíu. Mà đổi lại niềm vui của ba gia đình chúng ta và niềm vui của tất cả quý vị khán giả thì chúng tôi chịu hết à, đúng không? Và bây giờ thì sau khi chơi thì Harry cũng muốn hỏi cái cảm xúc của các bé sau khi chơi chương trình Bố Là Số 1 như thế nào. Dạ, thì sau khi chơi chương trình Bố Là Số 1 thì con thấy cảm thấy bà ba rất là tuyệt vời. Không phải papa của con á đã giúp con hoàn thành được ba cái tác chân nhân sắc trong mơ của con. Đầu tiên là cái bánh, hai là cái này, ba là cái này. Thì con cũng không hồn, con mới ra hai con búp bê Barbie nữa. Anh Thanh Huy, cảm giác của anh sau khi tham gia chương trình thế nào nè? Thật ra đối với mình á, tâm niệm á, là những cái giây phút mà với con á, là những cái giây phút mà qua đi rồi thì mình sẽ không bao giờ quay lại. Đúng được. Rồi. Chính xác. Thì chính vì lý do đó những cái sân chơi mà như là Bố Là Số 1 như thế này phải nói rất là hiếm hoi tính thời điểm hiện tại mà những chương trình mình biết. Thế thì như vậy rất là cảm ơn chương trình, ban tổ chức đã tổ chức chương trình như thế này và mong sao rằng là các bậc phụ huynh, đặc biệt là các ông bố hãy dành nhiều thời gian và bất kể lúc nào có thời gian được thì hãy vui chơi với con tất cả mọi hoạt động để sau này khi mà các con lớn lên đi nữa thì đó là những cái ký ức mà thật là đẹp và không bao giờ quay lại được. Cảm ơn rất nhiều. Anh Liên Lam, cảm giác của anh sao? Cảm xúc anh thế nào? Lam cũng như anh Quỳ cảm ơn ban tổ chức chương trình. Qua cái chương trình này thì Lam rất là xúc động ngay từ cái tập đầu tiên là Lam không nghĩ là Ngư hiểu Lam đến như vậy. Có mà mình ngồi trên đó cái lòng mình nó rất là cảm thấy rất là sung sướng khi mà con gái mình hiểu được rằng cái sức của ba mình tới đâu đó và có những cái là mình nói tin tưởng thì Ngư rất là tin tưởng mình. Ngư để ý những cái hành động, những cái thường ngày của Lam mà Ngư nhắc lại những cái mà làm cho mình cảm thấy trong lòng mình cảm thấy là mình muốn rớt nước mắt cái khúc đó vậy đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái đó là cái mà Lam cảm thấy được là qua cái chương trình này. Cảm ơn mấy bạn là Lam cảm giác được rằng con mình rất là hiểu mình và thương mình. Và con mình đã trưởng thành rồi. Đúng. Con mình lớn. Đúng. Rồi bắt đầu rất là lớn biết nghĩ là cho ba một cái cảm giác mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Bây giờ bé Thảo Trâm, hồi đầu chương trình giờ con rất kiệm lời đúng không? Bây giờ con cho chú Bình với cô Harry với tất cả quý vị khán giả biết cảm giác con sau khi con tham gia chương trình, cảm xúc con thế nào nè. Nói một câu thoại dài dài chú nghe chơi cho vui nha. Nha, con chơi chương trình này con rất là vui. Dài lắm rồi đó hả? Là hết rồi hả con? Trời ơi. Trâm ơi, con nghĩ là sau khi tham gia chương trình này con biết được điểm mới của ba là gì? Dạ, con biết điều mới ba là ba rất hiểu ý con. Hay quá, ba rất hiểu ý con, hay, xúc tích, ngắn gọn. Thôi vậy rồi cảm giác của anh thế nào anh Trung? Thật ra như thế này, khi mà bước chân vô cái game này chơi á, là phải nói là dì bé Trâm thương con. Bé Trâm thì nói là ba ơi ba chơi đi, ba chơi cho con chơi với. Nhưng mà khi đến chơi được, đứng trên sân khấu này, chơi tới thời điểm này thì Điền Trung cảm thấy rằng nếu như Điền Trung mà không tham gia cái game này thì quả là một cái điều đáng tiếc. Cho nên một lần nữa nói thừa cũng phải nói là cảm ơn chương trình đã tạo ra một cái sân chơi như thế này để bố con được gần nhau hơn, được hiểu nhau hơn, cũng như san sẻ cho nhau những điều mà bình thường mình không có thời gian thì hôm nay bố con tìm hiểu nhau. Cảm ơn rất nhiều. Quý vị thấy không? Những khoảnh khắc mà chúng ta có bao nhiêu tiền chúng ta không thể đổi được. Cho nên đó là những kỷ niệm vô giá đúng không ạ?
Và không biết nói gì hơn, hy vọng là tất cả quý vị, các bạn ngày càng yêu thích chương trình chúng tôi nhiều hơn, để chúng tôi có thật nhiều số, nhiều mùa nữa để phục vụ được nhiều quý vị. Và tất cả các ông bố Việt Nam này đều sẽ có cơ hội một lần cùng con của mình lên truyền hình và có những trò chơi như thế này thật là nhiều ý nghĩa, nhiều kỷ niệm, được không nào? Wow! Cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.